Thiếu 4 loại vitamin này khiến da khô và lão hóa nhanh. 1. Vitamin E. Một sự thiếu hụt phổ biến liên quan đến làn da sừng màu và khô là thiếu vitamin E. Vitamin E là một chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi những tổn thương do các gốc tự do và stress oxy hóa gây ra. Nó giúp duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ chức năng tế bào và tính toàn vẹn của hàng rào bảo vệ da. 2. Vitamin D. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong chức năng hàng rào bảo vệ da, sự phát triển của tế bào da và duy trì hệ thống miễn dịch của da, đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các tác nhân gây bệnh có hại. 3. Vitamin C. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da. Nó giúp chống lại các độc tố tiếp xúc với da của bạn, bên ngoài hoặc từ bên trong cơ thể. Nó cũng quan trọng đối với việc sản xuất collagen, cần thiết cho sức khỏe làn da tốt. 4. Vitamin A. Vitamin A rất cần thiết cho việc tạo ra và sửa chữa các tế bào da, cùng với việc chống viêm. Không nhận đủ vitamin A có thể góp phần gây ra bệnh chàm và các vấn đề về da khác.